Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 5 căn nhà tại đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 5 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong, có thể dọn đồ về và ở. Ở đây thì một số thông số nhà như sau: diện tích là từ 31 tới 32m², thiết kế và xây dựng từ 4 đến 5 tầng, hướng nhà thì có hướng Tây Bắc, Đông Nam và hướng Tây Nam quý vị ạ. Căn nhà này Ngọc Ánh quay cho quý vị thì là hướng nhà Tây Nam, diện tích 31m², với mặt tiền 3m4, với cái đường ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại với cái căn nhà này là khoảng tầm 100m. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, giá cực kỳ hợp lý. Giá cái căn nhà này chỉ có 2.650.000.000 thôi quý vị ạ. Với một cái căn nhà thiết kế và xây dựng là 5 tầng ra sao và cái phần ngân hàng hỗ trợ 80%, thì như vậy với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước giúp Ánh khoảng tầm 1,2 đến 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Với cái cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox 304, bên trong là cửa kính cường lực. Với căn nhà này thì còn một chút chút về cái phần dọn dẹp hoàn thiện vệ sinh nữa là xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Quan trọng tất cả những cái Ngọc Ánh quay lên và gửi cho khách hàng 100% pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Với những cái căn nhà xây dựng theo hình thức liền kề như thế này thì quý vị cứ yên tâm đảm bảo rằng là xây dựng tường riêng, móng riêng, cột riêng cho quý vị nha. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì ở đây chủ đầu tư hoàn thiện cho mình đầy đủ cái vách ốp PVC và cái phần phòng khách ở đây, kệ để tivi rồi quý vị nha, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Từ vị trí cái căn nhà này, nó cách với trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông nó khoảng tầm 1 km, gần với gì ạ? Gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại cầu trắng, cầu đen Hà Đông. Với căn nhà này thì đi làm ở đâu phù hợp? Làm ở Hà Đông, làm ở Hoài Đức là phù hợp. Nếu như quý vị nào mà đi làm xa hơn, ví dụ một số quý khách hàng thường xuyên hỏi là ở đây nó đi lên Cầu Giấy bao nhiêu, thì nó sẽ khoảng tầm 15 km mọi người nha, nó cũng không phải là gần. Từ đây mà lên tới bến xe Mỹ Đình bao nhiêu, nó khoảng tầm 12 km. Quý vị hãy cân đối quãng đường đi, đo Google Maps trước khi muốn đi xem nhà và tìm hiểu cái nhà khu ở khu vực này nha. Bởi vì cái căn nhà này Ngọc sẽ chia sẻ rồi, nó nằm ở vị trí Hà Đông thì nó trước tiên nó sẽ phù hợp với lại quý khách hàng đi làm ở khu vực Hà Đông đã. Nó còn quý vị nào mà muốn tầm 10-12 km trở lại mà đi được thì cứ đo Google Maps, cảm thấy về cái tài chính, cảm thấy về cái căn nhà này công năng sử dụng ok thì cứ liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh. Đó, ngoài ra ngoài cái phần phòng khách thì đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 31m² thì không đòi hỏi gì quá nhiều. Với cái thông số là mong muốn phòng khách riêng, phòng bếp riêng thì gần như là rất là ít quý vị ạ. Với cái căn nhà này thì chỉ yêu cầu đáp ứng cái công năng sử dụng tối đa thôi, chứ còn không thể hoàn hảo hoàn mỹ như quý vị tự mua đất, tự xây, tự thiết kế được. Với cái thiết kế phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn chữ L cũng đáp ứng cho quý vị cái công năng đầy đủ về cái tủ bếp này, chậu rửa, vòi rửa và hệ thống phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Với cái phần hoàn thiện tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 còn có một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị cái công năng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của cái ngôi nhà này. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Phần ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang ở đây có một cái vách lam gỗ CNC khá là đẹp mắt, dùng vừa để trang trí, vừa để ngăn cách phong thủy giữa cái phần cầu thang và phần phòng khách quý vị ạ. Như vậy Ngọc Ánh review chi tiết đường, hướng, giá, vị trí cụ thể cho quý vị rồi. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo trực tiếp cho Ngọc Ánh nha. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của cái căn nhà này thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng ngủ được lát sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và cái căn nhà này có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, ở cái vị trí cụm dự án này thì có hướng Tây Nam này, hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam quý vị nha. Quý vị nào đang tìm một trong ba hướng thì cái cụm này nó có tiêu chí cho quý vị như thế. Với cái phần mặt ngoài ấy, của cái căn nhà này thì là cái giá nó có cao hơn. Cái giá nó là 2.85 tỷ, còn cái căn nhà này giá chỉ có 2.650.000.000 thôi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Trần phào, đó. Nói chung là khá là chi tiết, chỉn chu với một căn nhà cả nhà cả đất 5 tầng như thế này.
Nhà vệ sinh ở phía tầng 2 đây. Đấy, còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Lắp lại một chút đèn, sửa lại một chút nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh cũng như là dọn vệ sinh nữa là ok. Ngói xin mời người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4. Với tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế giống hệt nhau. Như vậy với căn nhà 5 tầng này, thiết kế tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh theo kiểu master phía bên trong. Tất cả các phòng ngủ đều có rèm cửa chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn cho mình. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng âm trần. Thiết bị vệ sinh tầm trung mọi người nha. Hệ thống sen tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Hệ thống điện nước đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với căn nhà 5 tầng, 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Vậy tầng 5 thiết kế ra sao? Mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà, bước trên phía tầng 5. Một khoảng không giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 thiết kế ở đây là cái khu vực phòng thờ. Có đầy đủ cửa sổ, rèm cửa. Và phần còn lại là phần sân phơi quý vị ơi. Đây là phần sân phơi của cô nhà. Với dự án 6 căn nhà, đã bán 2 căn, còn 4 căn mọi người nhé. Giá thấp nhất là 2 tỷ 650 triệu đồng. Vị trí là thuộc đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đi lại giao thông thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái vị trí căn nhà này thì vui lòng gọi điện ngay cho anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để biết thêm thông tin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.